đi săn sẽ một tí cột nhà. Rồi cột nhà. Mày sẽ được trả cái khác. Cái máy này, mình sẽ nhiều nữa này, mình đau lưng, ai biết sẽ ai cứ sẽ thôi. Nằm xuống là ai sẽ thì ai cứ sẽ thôi. Xong là nó sẽ, xong là mình che nhau. Nhưng mà thỉnh thoảng kiểm lâm nó phải lên, nó đi tuần lên đây chứ nhỉ? Có thì có, nếu là nắm lắm thì nó có. Không, hồi xưa nó mua là rất sửa trái rừng, hay nó tuần tra xem cái rừng thế nào. Nó bị ta phá thế nào. Mỗi một lần bắt nó phạt nhiều không? Chứ mà nghĩa là mình cũng có tiền thì cho tiền, không có tiền thì nó lấy một hai con gà thôi. Không, một tháng nó chả biết chả cấu như nào đấy, chả cái như nào đấy, chả được cái đâu đấy. Chả biết là gỗ ở đâu ấy, cho họ đi sau. Thế họ đi vào trong kia? Đi vào, chả biết là gỗ để đâu rồi. Không, khó bác về mà. Họ bác về đến đây. Thế sao họ lại nhờ em mang về? Không, chả là bác về. Thế chặt mấy cây tất cả? Chả biết là có thương. Họ cưa nhiều cây. Nhiều cây.